Lisa xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SGN 51.3. Rất là vui một lần nữa trở lại với chương trình Tìm hiểu về đau nhức cùng với lại bác sĩ Vũ Thu Giang. Xin chào bác sĩ Giang. Xin chào bác sĩ Teresa và rất vui là Giang có thời gian để mà trò chuyện với bác sĩ Teresa và cũng như cho các quý vị khán thính giả của đài SGN thêm những thông tin hữu ích. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Những lần trước chúng ta nói về những cái bệnh đau nhức, nào là đau lưng, đau tất cả đại khái đau vai, đau cổ, đau những cái khớp xương. Thì khi mà nói đau á, thì tôi sẽ thấy là những người lớn tuổi là hay bị đau. Không đau chỗ này thì cũng đau chỗ kia. Xin mời bác sĩ Giang nói sơ sơ tại sao như vậy? Tại sao mà lớn tuổi mà hay bị đau? Thì thực sự không biết Teresa có hay đọc, mình có hay có cái đọc một cái câu mà người ta hay nói về cái tuổi già, thì người ta nói giống như là cái khi mà cái tuổi trẻ của mình á, mà nếu mà không có được giống như là vui chơi này kia thì là painful đối với họ, nhưng mà nếu mà cái tuổi già mà không có bị pain á, là đối với họ cái đó là sung sướng rồi, không cần cái gì khác hết, không cần vui chơi, không cần gì hết, nhưng mà để mà không đau là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên thực sự ra cái tuổi già hầu như cái chuyện đau nhức là một cái chuyện rất là phổ biến đối với cái những người trên 65. Mình nói cái tuổi già là giống như khoảng trên 65 là bắt đầu là cái tuổi mà hưu trí về hưu, và những cái người bắt đầu cơ thể nó thoái hóa này kia. Thì cái lý do mà chính mà như Giang học hồi xưa mình đi học, thầy cô có giảng, và cũng như cái sự tìm hiểu sau này của mình, và cũng như khi mà mình tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân, thì mình thấy được cái lý do chính của cái tuổi già mà bị đau nhức nhiều là cái nó gọi là cái pain tolerance, là cái sức chịu đau của những người già bắt đầu đi xuống. Giống như cái người trẻ khi mà mình cũng bị đau một cái như vậy á, thì mình sẽ thấy cái đau đó nó nhẹ hơn. Khi mà cái tuổi già mình đau cũng như vậy, nhưng mà mình thấy nó sẽ đau nhiều hơn, tại cái dây thần kinh đau của mình nó sensitive hơn, nó giống như nó nhận ra, nó nhạy hơn, nó nhận ra cái đau nhanh hơn là những cái người trẻ. Thứ nhất là vậy. Thứ nhì là cái người già thì bắt đầu cái cơ thể theo một cái quá trình của tự nhiên là bắt đầu nó thoái hóa dần đi, nó già cỗi đi, thì cái cơ thể cả nguyên cái cơ thể mình là bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu nó đi xuống, giống như nó không có còn hoạt động như trước nữa, thì bắt đầu xương nó cũng yếu đi, cơ nó cũng lỏng lẻo hơn, và những cái dây chằng, những cái tế bào của mình nó không có phát triển như trước nữa, thì bắt đầu nó đi xuống, nó yếu dần đi. Thì cái đó khi mà mình làm, mình vẫn nghĩ mình còn trẻ, mình vẫn làm như những cái lúc mà mình còn trẻ, thì mình sẽ bị chấn thương và những bị đau. Thứ ba là cái người già thì hay có cái cơ thể của họ đó, thì giống như bắt đầu mình không vận động, giống như mình về hưu đến cái tuổi đó thì thường là mình về hưu, hoặc là mình cũng lười hơn, mình không có muốn vận động nữa. Mình nghĩ ồ, mình đến cái tuổi này rồi mình không còn trẻ nữa để mà mình đi bộ hoặc làm exercise thể dục này nọ, và mình không có đi làm nữa. Thì khi mà cái cơ thể nó không vận động thì những cái xương khớp, những cái nó yếu dần đi, và bắt đầu khi mà không vận động thì nó bắt đầu nó sẽ yếu dần, nó thoái hóa và nhanh hơn nữa. Và đó là một trong những cái, và nó làm cho mình tăng cân. Cái tăng cân á, nó cũng làm cho những cái xương, cái khớp của mình nó chịu lực ép nhiều hơn, và nó cũng bị đau. Và người già thì lại hay có một cái nữa là cái khi mà họ làm những cái việc công việc hàng ngày của họ đó, thì giống như nhiều khi á, người ta không có uống nước đủ, tại vì giống như mình nói là nó không còn nhạy nữa, cơ thể mình nó không còn nhạy nữa, cho nên là không có uống nước. Cái lúc mà khát nước, không biết là mình khát nước, thì khi mà không uống nước đầy đủ thì cái khớp nó dễ khô hơn. Và cái người
lớn tuổi á, thì cái xương của họ cũng dần dần rỗng hơn nữa, cho nên cái sụn nó cũng xẹp xuống, và đó là những cái nó gây ra viêm khớp hoặc là đau xương hoặc là khô khô đĩa đệm. Đó là những cái nó là những cái mà nó phát sinh ra những cái đau sau này. Cho nên là rất là nhiều muôn ngàn nguyên nhân. Giống như theo cái thống kê mình đọc ở trong cái thống kê á, của cái nước Mỹ á, thì trên 65 tuổi là 1/3 người là bị đau. Và bị đa số nhiều người là bị té ngã nữa. Tại vì sao? Tại vì họ chậm chạp, cơ thể họ, cái dây thần kinh nó không có tốt nữa, và họ dễ bị té ngã, và họ dễ bị gãy xương họ, và có giống như 2/3 của những người bị té ngã thì là trong 6 tháng bị té nữa. Cho nên cái té ngã cũng là một trong những cái nguyên nhân. Cho nên họ bị đau nhiều hơn. Các cái vấn đề mà bị, người lớn tuổi mà bị té là một cái vấn đề rất là chúng ta nên để ý tới. Tại vì cái sức phục hồi của những người lớn tuổi nó không có như hồi trẻ. Xin bác sĩ Giang có những cái lời khuyên nào làm sao để mà những người lớn tuổi có thể giúp cho họ tránh bị té, hoặc là giúp để cho cơ thể họ không có bị những cái thoái hóa như mà bác sĩ Giang mới vừa nhắc? Thì thực sự cái té ngã là một trong những cái mà mình thấy common như vậy á, và nó là những cái mà nguyên nhân chính để gây đau nữa, một trong những nguyên nhân chính để gây đau. Thì thực sự để tránh cái té ngã thì có rất là nhiều thứ, giống như những người xung quanh của các bác lớn tuổi á, thì nên để ý giùm, giống như cái miếng thảm mà mình hay lót chân á, mình ráng đừng có cho cái miếng đó mà mình thấy nó trượt trượt đi á, là mình phải có một cái miếng gì ở dưới để giữ cái miếng đó đừng có trượt đi, và nó đừng có cuộn lên, thì cái đó người ta dễ đi, người ta vấp cái đó thì người ta té. Cái thứ nhất là để ý mấy cái miếng thảm lót. Thứ nhì á, là mình phải để ý đến giống như những cái chỗ đường đừng có trơn trượt. Các bác nên mang những cái đôi giày mà đừng có trơn. Tại những cái đôi giày mà trơn cũng dễ, giống như đi lên những cái sàn trơn thì cũng dễ. Các bác cũng để ý giống như cái trong nhà lúc nào cũng phải để cái ánh sáng cho các bác đi đường, giống như đi từ đây đến kia. Hoặc là giống như những cái cầu thang cũng nên có những cái chỗ để dịnh hai bên, hoặc là trong phòng tắm có nên cái dịnh, hoặc là phòng tắm mình nên có những cái miếng lót mà bằng nhựa, bằng để cho nó đừng có trượt á. Thì có những cái rất là giống như rất là hữu ích, và đừng có để đồ giống như những cái đồ trong nhà, giống như furniture, những cái bàn ghế tủ này kia, đừng có để cho mà nó crowded quá, nó gần nhau quá mà không có cái đường để các bác đi thì các bác dễ dấp và dễ té. Cho nên mình làm cho nó thoáng. Tại cái tuổi mà lớn á, mà té nó không chỉ những đau không mà nó còn dễ gãy xương nữa, tại cái xương người ta rất rỗng. Cho nên là tránh càng nhiều càng tốt. Với lại đồ vật mà các bác hay dùng đến, hoặc là các bác dùng đến thì đừng có để lên cao. Tại vì để lên cao mà bước lên cái ghế mà lấy thì dễ bị té. Cho nên là các bác không nên leo trèo, không có nên leo trèo lên cái ghế mà lấy đồ, lấy đạc, thì nên để thấp xuống cho các bác. Có những cái nữa là các bác để mà tránh té ngã, là các bác mà mắt yếu rồi thì phải coi đo độ kính cho nó tốt cho đôi mắt, và cũng tập thể dục thể thao. Tại vì các bác đa số mà không hay bị té là giống như các bác không có tập cho cơ thể khỏe mạnh, giống như tập cái độ cân bằng. Tại đa số là bị té là thiếu cân bằng, hoặc là các bác mà bị cao huyết áp, hoặc là uống thuốc cho đầy đủ, tiểu đường hay gì đó, thì mình phải luôn luôn check mấy cái đó. Mấy cái đó là những cái nguyên nhân để té nữa, cũng là do thuốc thang mà các bác uống quá liều hoặc là uống thiếu liều hay gì đó, nó làm cho cái đường hoặc là cái mạch máu nó không có đúng bình thường thì các bác cũng bị. Cho nên là cũng nhiều lý do mà gây ra té ngã, thì các bác nên để ý, gia đình cũng nên để ý giùm các bác. Tại vì nếu mà khi mà đã bị gãy rồi á, là cái cơ thể của các bác không đi được nữa, là cái bệnh nó sẽ nặng hơn nữa.
Tôi sẽ thấy là có nhiều cái lớp về self defense, giống như là họ dạy cho mình làm sao để mà tự bảo vệ mình. Thí dụ lỡ mà có ai tấn công mình thì mình tập trước, thì mình có những cái lớp nào hoặc những bài tập nào mà giống như là dạy cho những cụ lớn tuổi, những bác lớn tuổi làm sao mà té cho đúng cách không, để mà tránh bị cứng xương. Thì thực sự các bác té thực sự nhiều khi nó nhanh quá, giống như thản như self defense, mình biết có một cái người nào đó đến thì mình còn có chuẩn bị cái tinh thần, nhưng mà thực sự cái té nhiều khi đa số nó té quá nhanh, cho nên là mình nhiều khi mình có học mình cũng không có làm theo được, tại vì nó quá đột ngột. Cho nên mình làm cho cơ thể mình khỏe mạnh là cái the best, tại khi mà cơ thể mình khỏe mạnh á thì cái té đó nó sẽ nhẹ hơn. Giống như khi mà mình làm cái xương mình nó mạnh lên thì mình té mình cũng không bị gãy xương. Khi mình làm cái cơ mình mạnh hơn, mình tập cho mình cân bằng hơn thì khi đó mình sẽ ít bị té hơn. Thì Giang nghĩ cái đó vẫn là cái quan trọng nhất. Cái nữa là Giang nghĩ mà các bác muốn để cho bớt bị té ngã là các bác phải, cái nữa té ngã mà không có đến ảnh hưởng mình lắm là các bác phải tập ăn uống cho điều độ. Thì khi mà mình ăn uống cho điều độ, mình ăn uống đúng cách đó, thì nó tốt cho xương, nó tốt cho cơ thể, nó bớt cái sự thoái hóa và nó cũng làm cho các bác cũng giống như không có bị gaining, giống như tăng cân nhanh quá. Thì cái đó cũng là một trong những cái mà nó sẽ giúp cho các bác đỡ cái vấn đề là bị chấn thương, bị té ngã, bị đau đớn. Cho nên Giang giống như thực sự Giang, bố mẹ Giang cũng lớn tuổi, cho nên thực sự lúc nào Giang cũng khuyên về nhà là nói mẹ, mẹ đừng có làm cái đó, bố đừng có làm cái đó, tại vì cái đó không có đúng, cái bố mẹ bây giờ lớn tuổi rồi không được làm cái này cái kia. Nhưng mà các bác thì cũng phải tự mình giữ mình chứ, bây giờ mình không có phải là giống như con cái thì thực sự cũng có dặn dò, nhưng mà cha mẹ nhiều khi vẫn cứ Không là nghe. không, là giống như cha mẹ thì vẫn là những người lớn hơn mình, cho nên thường thường khó mà nghe lời con cái. Thường thường là đó là một cái vấn đề là giống như mình góp ý vậy thôi, nhưng mà bố mẹ thì bố mẹ có muốn nghe hay không thì cái đó là cái của bố mẹ. Nhưng giống như theo một cái suy nghĩ của Giang á, thì nếu mà giống như các bác lớn tuổi á, mà nếu mà để cho đừng khổ con cái á, thì các bác phải giữ cơ thể của bác, các bác tốt hơn. Tại vì thực sự các bác, thứ nhất nữa là cái các bác bị đau á, nó sẽ làm cho các bác giống như mất cái tự tin chính mình nữa, rồi không có thích đi ra ngoài, rồi bắt đầu các bác sẽ dễ bị trầm cảm, rồi các bác sẽ bị quên lẫn. Tại vì khi mà mình không có tiếp xúc bên ngoài, mình không có exercise, mình không có tập thể dục, mình không có ăn uống đúng cách, mình mất đi cái sự gọi là motivation để làm bất cứ cái gì, là giống như mình mất đi cái thích thú với cái cuộc sống nữa, rồi mất đi cái giống như cái cuộc sống nó cảm thấy nó đáng chán, tại vì mình bị đau đớn, mình không có cái gì mà gọi là vui hết. Thì thực sự mình trước khi mình bị cái đó thì mình ráng mình làm cho cái tinh thần mình thoải mái, thứ nhất mình làm ăn uống cho đúng cách, mình làm giống như mình vẫn vẫn có những cái goal, là giống như những cái mục đích sống của mình, những cái mỗi ngày của mình sẽ là những cái làm cái gì để cho nó vui hơn, để cho nó khỏe mạnh hơn, để cho nó có những cái giống như cái niềm vui nhỏ nhỏ. Mỗi ngày mình khỏe mạnh là cũng là một cái niềm vui. Thì con cái thực sự con cái nào cũng ước cha mẹ mình được khỏe mạnh, được 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 sống lâu, được lúc nào cũng vui vẻ và không có bị quên, bị lẫn. Tại vì những cái mà mình thiếu cái sự sinh hoạt với gia đình, hoặc là thiếu sinh hoạt với những bạn bè, hoặc là với cái xã hội, thì mình sẽ bị buồn, bị quên, bị lẫn. Cho nên là cái exercise, uống nước đầy đủ, ăn uống đúng cách, cái tập thể dục đó, rồi mình có những cái mục đích mỗi ngày của mình là tập như thế nào, thì đó là những cái mà Giang nghĩ nó sẽ làm cho các bác sẽ càng ngày càng cảm thấy phấn khích hơn và bớt đau nhức hơn. Tại vì thực sự cái buồn nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cho những cái người mà bị bệnh đau mãn tính. Tại Dạ vì cái đúng. đó giống như bác sĩ Teresa về tâm lý thì chắc cũng biết là cái buồn bã nó gây ra đau
đau trong cơ thể con người cũng rất nhiều. Dạ vâng. Vì cái cảm xúc của mình thì nó liên quan đến cái cơ thể của mình rất là nhiều, chỉ là nhiều khi mình không có để ý tới, mình không biết thôi. Đúng rồi. Cảm ơn cái lời chia sẻ của bác sĩ Giang về những cái đau nhất và những cái gì mà những người lớn tuổi nên để ý tới. Và hy vọng là bác sĩ Giang sẽ tiếp tục trở lại với chương trình để mà chia sẻ thêm những cái thông tin làm sao để mà mình có thể sống được tốt hơn và khỏe hơn. Thì Giang hy vọng là cái chương trình tới Giang sẽ nói về các ăn uống hoặc là tập thể dục đúng cách. Tại vì thực sự mỗi một lần mà Giang mang một cái đề tài đến thì chưa bao giờ mà Giang có thể nói gọn hết tất cả mỗi cái điều Giang muốn nói trong một cái chương trình, tại vì cái thời gian quá ngắn. Cho nên hy vọng là cái lần tới mình có thể tiếp tục nói về ăn uống như thế nào cho đúng cách, tập thể dục như thế nào, giống như Giang chợ các cho từ người lớn người trẻ thì giấc ngủ, ăn uống và tập thể dục như thế nào, thì nó là một cái sự điều độ của một cái người cho nó khỏe mạnh. Thì hy vọng là mình sẽ có đủ thời gian để mình nói về những cái ý nhỏ nhỏ ở trong cái đề tài này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hy vọng quý vị vẫn tiếp tục đón xem chương trình này, như bác sĩ Giang nói về những cái đề tài tiếp theo như là ăn uống và tập thể dục vân vân và vân vân. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.